Hôm bữa Kim Hoa lên video sàn gỗ cốt xanh có đế cao su phân khúc tầm trung mà chất lượng tầm cao á, thì nhận được rất là nhiều câu hỏi liên quan đến giá cả nè, mét vuông là bao nhiêu, thi công giá làm sao, tổng chi phí như thế nào. Thì ngày hôm nay Kim Hoa lên thông tin chi tiết về giá cả vật tư cũng như là các chi phí thi công, các chi phí phát sinh khác. Hy vọng là hữu ích đến các anh chị có thể tham khảo và lựa chọn xem có phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình không nha. Đầu tiên là nói về sàn gỗ, thì đây là dòng sàn gỗ cốt xanh được tích hợp lớp đế cao su do Kosmos phân phối. Sàn gỗ cốt xanh thì đặc biệt ở chỗ có khả năng kháng ẩm rất là tốt anh chị, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa tại Việt Nam. Cùng với đó là lớp đế cao su mềm mại đã được tích hợp sẵn nè, sẽ giúp quá trình thi công nhanh chóng dễ dàng hơn, cũng như là tạo cảm giác êm chân, đồng thời giúp giảm tiếng ồn trong quá trình sử dụng nữa. Sàn gỗ Kosmos cốt xanh được sản xuất tại Việt Nam anh chị nha, là sàn gỗ thuộc phân khúc tầm trung nhưng sở hữu những ưu điểm vô cùng vượt trội. Anh chị nào mà muốn dùng sàn gỗ có ngân sách hạn hẹp một chút xíu thì em nó là một gợi ý khá lý tưởng luôn. Giá vật tư em này sẽ dao động khoảng 265 đến 285 ngàn cho 1 mét vuông, tùy vào mẫu cũng như là tùy vào màu và số lượng mình cần sử dụng là như thế nào. Nếu mình ở tỉnh xa thì chi phí vận chuyển hàng từ kho thành phố về đại lý cao cũng có thể sẽ khiến giá thành nhỉnh hơn một chút. Ngoài ra nếu anh chị muốn làm đại lý phân phối sản phẩm thì đừng quên liên hệ với Kim Hoa qua số hotline nha. Kim Hoa sẽ có mức giá tốt hơn cho anh chị em mình nữa. Bên cạnh sàn gỗ thì anh chị cũng cần lưu ý thêm là mình cần các phụ kiện đi kèm, ví dụ như len chân tường hay là nẹp nối. Thì Kim Hoa tính trung bình là khoảng 50.000 cho 1 mét dài, mình cần dùng bao nhiêu thì mình nhân lên bấy nhiêu. Kim Hoa lấy ví dụ nha, phòng mình ngang 3 dài 4 thì tổng cộng khoảng 14 mét dài cho len nẹp, thì vị chi là khoảng 700.000 tiền len nẹp nha. Anh chị lưu ý giúp Kim Hoa một yếu tố khá là quan trọng luôn, đó là dự trù phần hao hụt vật tư. Trong quá trình thi công thì việc cắt xẻ sàn gỗ để phù hợp với kích thước và thiết kế của không gian là không thể tránh khỏi luôn. Mức hao hụt thông thường thì chiếm khoảng 3-5%, cho nên khi tính toán số lượng sàn cần mua, anh chị nên cộng thêm số này vào để đảm bảo có đủ vật tư cho toàn bộ công trình ha. Tránh tình trạng mình làm gần xong rồi thiếu vài thanh, chờ kho xuất hàng rồi tốn thêm một chuyến vận chuyển nữa. Vừa độn chi phí mà vừa mất thời gian anh chị nha. Tiếp theo là chi phí thi công, thợ lắp đặt. Hiện nay giá thuê thợ lắp đặt cho sàn gỗ cốt xanh đế cao su rơi vào khoảng 35 đến 40 ngàn cho 1 mét vuông. Anh chị nên thuê một đội ngũ thi công chuyên nghiệp. Điều này sẽ giúp mình tiết kiệm được chi phí sửa chữa và bảo trì sau này. Đội thợ chuyên nghiệp thì sẽ biết cách thi công nhanh chóng, đúng kỹ thuật, đảm bảo tuổi thọ công trình cho sàn gỗ của mình. Tiếp theo là chi phí vận chuyển vật tư. Thông thường thì đối với các công trình trong thành phố, chi phí vận chuyển dao động tầm khoảng 300-400 ngàn cho một chuyến xe. Tuy nhiên với mức chi phí vận chuyển này có thể tăng nếu anh chị ở xa hoặc là khu vực khó vận chuyển. Một số đại lý thì có thể miễn phí vận chuyển nếu đơn hàng lớn, nhưng mà anh chị nên trao đổi cụ thể hơn ha, để tránh hiểu lầm ý nhau hoặc là có những cái chi phí phát sinh không mong muốn. Như vậy tổng chi phí cuối cùng không chỉ dừng lại ở giá sàn gỗ mà còn phải cộng thêm các chi phí thi công, vận chuyển và phụ kiện. Phía trên đây là mức giá Kim Hoa đưa ra để các anh chị tham khảo, thì mức giá cũng có sự chênh lệch tùy vào biến động của thị trường, có thể cao hơn hoặc cũng có thể thấp hơn chẳng hạn. Thì để có được một cái mức giá chính xác nhất vào thời điểm mình muốn thi công, anh chị có thể liên hệ với Kim Hoa qua số hotline. Kim Hoa sẽ chuyển thông tin của mình đến đại lý gần nhà, tư vấn cụ thể theo tình trạng công trình thực tế và đưa ra mức giá chi tiết cũng như là tối ưu nhất cho mình ha. Anh chị còn có bất kỳ thắc mắc gì về sàn gỗ Kosmos cốt xanh kháng ẩm thì có thể để lại comment, Kim Hoa tư vấn chi tiết. Cảm ơn đã theo dõi video và tôi là Kim Hoa đến từ Kosmos Việt Nam. Kosmos vừa tốt lại vừa bền.